Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ: những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Cảnh tỉnh. Đền thờ Jerusalem chính là niềm vinh dự và tự hào của người Do Thái. Ai chưa nhìn thấy Jerusalem trong vẻ tráng lệ của nó thì không bao giờ có được niềm vui. Đó là một công trình vĩ đại và kiên cố, phải mất 46 năm mới xây xong. Thế nhưng đền thờ hùng vĩ ấy đã bị binh lính Roma đốt cháy và phá thành bình địa. Đức Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay nói đến sự sụp đổ của đền thờ Jerusalem. Người chỉ ra rằng chỉ có Thiên Chúa là thành trì vững bền và kiên cố nhất cho con người nương thân. Vì thế, con người được mời gọi nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, hầu có thể lướt thắng những cám dỗ và thử thách ở đời này. Một công trình dù vĩ đại và kiên cố đến đâu chăng nữa, thì rồi cũng sẽ có ngày bị tàn phá theo thời gian. Điều này nhắc nhở chúng ta về phận người của mình, cũng mỏng manh như bông hoa sớm nở chiều tàn. Chỉ có Chúa mới là đấng trường tồn mà thôi. Lạy Chúa, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Amen.